Hello, xin chào cả nhà. Xin chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ. Còn cũng cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh Điện Gia Dụng Nhật Bản của Thanh Hóa trong thời gian qua. Rồi hôm nay mình bán một cái em máy sấy tóc. Tại sao em này giá 170 ngàn ha? Tại vì em là em hàng xuất Philips ha, chứ không phải là hàng Việt Nam mình nha. Mà đặc biệt Philips thì nó xài điện 220 nha. Đúng phải cái này là nó có cái chân ba chấu. Ba chấu. Nhưng mà nó bị hư bị bể rồi nên mình cắt mình thay chân thường của mình vô. Thằng này là xài điện 220 nha. Mạnh cực kỳ nha quý khách. Phải nó là mạnh thiệt. Hai trăm hai tới 240 ngàn quá ha. Philips rất là xịn sò, rất là mới. Nó cũng có cái này là gì ta, cái này là cũng hơi ấm ấm mà gió mà chứ không mát ha. Đây sao nó lên ít ha, cũng như là sấy nhẹ ha. Còn nát này nó mạnh nè. Ồ đó đó, phải dở mang không? Ồ. Cực kỳ mạnh. Rồi quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu liên hệ Zalo, Facebook, YouTube hay cho tốt cho mình ha. Qua số điện thoại 0939 396 480. Đây cái chui nữa ha. Này hai, xài 220 nha. Nên mình gắn chui này, nếu như xài điện 110 mình sẽ gắn chui dẹp. Nó dễ xài. Rồi cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã quan tâm ủng hộ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lần sau. Xin cảm ơn rất nhiều.